Hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn một chiếc tai nghe trong phân khúc giá 2 triệu đồng nhưng mà phù hợp cho rất là nhiều những cái nhu cầu của các bạn từ nghe nhạc cho tới tập luyện. Và cụ thể đó chính là Verbird 800 đến từ Motorola. Chi tiết chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video để tìm hiểu nhé. Và mình là Công tới từ Review OS. Hiện tại thì Verbird 800 đang được bán ở trên gian hàng chính hãng của Motorola. Nếu như bạn nào quan tâm thì mời các bạn truy cập đường link mình sẽ để ở phần mô tả của video. Với những video khác, chúng ta sẽ cùng nhau nói về mở hộp và thiết kế trước. Nhưng mà riêng video này thì mình sẽ đưa phần chất âm lên đầu để các bạn nghe luôn cái chất âm đó xem có phù hợp với bản thân mình hay không. Từ đó các bạn sẽ có thể hứng thú hơn trong việc nghe những cái phần khác. Với chất âm của tai nghe thì mình thấy là theo thiên hướng trầm. Kể cả là giọng ca sĩ của chúng ta thì cũng được kéo hơi xuống một chút để cho nó trầm hơn. Và nghiễm nhiên cái điều này thì nếu như mà giọng ca sĩ nữ hát thì các bạn nghe sẽ cảm giác nó không được đã bằng giọng ca sĩ nam. Tuy nhiên thì cái độ chi tiết của bài hát vẫn được giữ rất là tốt. Thậm chí là với những cái bài hát cũ nó có những cái tiếng noi thì mình có thể nghe được cả những cái tiếng này. Và khi đi chi tiết vào ba giải của chúng ta thì mid và bass sẽ là hai giải mà tạo ấn tượng tốt nhất. Đối với lại mid tức là phần vocal hát của ca sĩ thì mình cảm nhận được sự luyến láy, mình thấy được cái sự tròn trịa trong từng câu hát của ca sĩ. Nhưng mà tất nhiên như mình nói ở đầu là sẽ cảm giác là giọng ca sĩ của chúng ta nó hơi bị trầm xuống một chút và hơi bị lùi lại phía sau. Còn về giải bass thì nó đánh rất là tròn trịa, đầy đặn, có lực. Đấy là những từ mà mình có thể nói là mô tả ngắn nhất về cái tiếng trống ở trên tai nghe này. Không phải là một tiếng trống nhiều về lượng nhưng mà nó đủ và nó cân bằng. Nếu như các bạn thích nghe nhạc EDM, ok, vẫn có thể nghe được. Mà những người thích nghe nhạc vàng như mình thì cũng có thể lựa chọn chiếc tai nghe này được. Đấy, vậy nó mới hay chứ. Và đến đây thì có lẽ nhiều bạn sẽ phân vân là vậy thì cái giải bass của chúng ta nó có đè lên mid không? Câu trả lời của mình là không bị đè, không bị lấn giải. Cái tiếng mid này nó bị kéo trầm xuống là bởi vì cái thiên hướng của cái tai này chất âm như thế chứ không phải là do giải bass nó đè lên giải mid mà kéo xuống. Còn về cái giải treble của chúng ta thì nó vẫn có nhưng mà có vẻ hơi lép vế một chút và nó chỉ ở cái mức độ là vừa đủ để cho bài hát của các bạn nó không bị quá thiếu, không bị quá khô thôi. Trong một số bài nhạc vàng của mình thì mình vẫn kỳ vọng là sẽ có nhiều treble hơn một chút nhưng mà chiếc tai nghe này nó chỉ dừng lại ở mức vừa đủ. Sau một hồi mà mình đã nghe nhạc chán chê thì mình phát hiện ra là cái âm lượng của tai nghe này hình như nó hơi nhỏ. Mình đã để mắc âm lượng ở trên cái XR rồi. Nhưng mà khi nghe nó vẫn không đã tai. Thế thì sau đó mình mới đọc lại vỏ hộp. Ô, có EQ này. Tức là có hỗ trợ các bạn tùy chỉnh âm thanh theo ý muốn. Thế là ngay lập tức mình kết nối phần mềm để sau đó mình tùy chỉnh EQ. Và đáng ngạc nhiên ấy là khi bật cái EQ lên một phát, lập tức âm lượng của tai nghe kể cả âm trường tất cả được đẩy lên. Nó đẩy lên một cách mãnh liệt luôn. Âm lượng của tai nghe đang từ phải nghe 100% mới cảm thấy đủ thì bây giờ các bạn chỉ cần để cho mình 60% thôi là đã nghe tràn ngập xung quanh tai của chúng ta rồi. Các bạn không cần phải đẩy lên cao hơn nữa. Nhưng mà tất nhiên độ chi tiết vẫn được giữ lại như thế. Còn khi mà mình đẩy max âm lượng lên mức 100% thì mình cảm giác là nó hơi hiện tượng bị rè nhẹ. Nhẹ thôi nhá. Nên là mình khuyến cáo các bạn nên để con tai nghe này trong tầm từ 80% đổ về để có chất lượng tốt nhất. Và trong cái EQ này các bạn sẽ có hai dạng EQ. Một là người ta tùy chỉnh sẵn cho bạn theo từng thể loại nhạc. Lúc nãy mình nghe nhạc vàng mình cảm giác còn thiếu treble thì bây giờ mình vào phần tùy chỉnh này, mình bật classic lên thì treble cũng được tăng lên, tiếng trống của mình nó cũng được níu lại phần nào và giọng ca sĩ phần vocal nó cũng đẩy lên nên là nghe đã tai hơn. Bạn nghe EDM thì bạn chọn ngay phần rock cho mình, lập tức mọi thứ sẽ theo ý muốn của bạn. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, cái phần EQ này còn hay này là chúng ta có thể tùy chỉnh được theo tai. Đấy, cái tính năng này cao cấp đúng không? Những tai nghe nào cao cấp thì hay được bổ sung cái quả mà tự tùy chỉnh theo tai của bạn. Bạn chỉ cần vào cái phần chế độ này, sau đó là bạn setup. Hệ thống sẽ tự động hỏi và nhận diện để xem là tai của bạn sẽ tương thích với những sóng âm như thế nào, rồi là âm tần từ bao nhiêu là phù hợp. Sau đó đưa ra một cái EQ được tùy chỉnh dành riêng cho tai của bạn. Và đó là toàn bộ cái phần chi tiết về chất âm của Verbird 800. Nếu như đánh giá tổng quan thì mình thấy rằng chiếc tai nghe này có thể nghe được rất là nhiều thể loại nhạc. Từ nhạc trẻ cho tới nhạc nhẹ cho tới nhạc vàng và kể cả là những cái nhạc bay ở trên nóc nhà của chúng ta thì các bạn vẫn có thể sử dụng tai nghe này được. Bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn quay trở lại phần mở hộp. Cách đóng hộp của Verbird 800 không có gì lạ cả. Những bạn nào mà hay xem video của mình về Motorola thì các bạn biết rồi. Một vỏ hộp màu đỏ mở ra ở bên trong. Đây, chúng ta có ngay phần tai nghe ở bên ngoài được đặt ở dưới một lớp đệm mút nhưng mà mình lấy ra ngoài nên không còn tai nghe nữa đâu. Và hộp phụ kiện thì sẽ nằm ở phần dưới đây, thanh đỏ ở dưới. Phụ kiện đi theo tai nghe này thì cũng đơn giản thôi. Các bạn sẽ có phần cáp sạc và chúng ta sẽ có phần tip tai nghe. Về phần tip này thì chúng ta có 3 size là nhỏ, vừa và lớn. Tuy nhiên
trong cái phần tip thì mình phải nói với các bạn là chúng ta hãy lựa chọn một tip thật chính xác từ đầu. Nếu không, khi đeo tai nghe các bạn sẽ luôn có cảm giác nó bị tụt ra khỏi tai. Và kể cả là phần chất âm của chúng ta nó cũng không được những gì mình mô tả vừa rồi. Lúc đầu mình chọn sai tip tai nghe các bạn, mình chọn cái tip bé quá ấy. Thế là đeo lúc nào cũng cảm giác sợ sệt, như kiểu tai nghe nó sẽ rơi ra khỏi tai mình bất kỳ một lúc nào đó. Khá là đáng sợ. Thứ ba là về phần thiết kế. Verbuds 800 sở hữu một thiết kế khá là khác lạ so với những tai nghe khác mình thấy ở trên thị trường. Nó vừa dẹt mà nó lại vừa mỏng. Vừa dẹt vừa mỏng thì mang lại một cái lợi thế lớn nhất, đó là bạn bỏ vào túi nó không bị cộm. Bạn có thể bỏ vào túi quần trực tiếp luôn, không cần là phải cho vào trong ba lô hay là cho vào trong túi sách làm gì. Và với cái tai nghe này ấy, thì cái phần phía mặt trên của chúng ta sẽ được làm dạng vân phay xước và nổi bật ở giữa là logo Motorola. Để khi một ai đó nhìn vào tai nghe của bạn lập tức nhận ra luôn đây là tai nghe tới từ nhà Moto. Còn ở phần phía mặt sau sẽ là những cái thông tin cơ bản liên quan tới sản phẩm. Đối với lại các mặt bên thì ở mặt phía sau sẽ là cổng sạc USB Type-C và ở mặt trước của chúng ta sẽ là đèn báo pin cũng như là trạng thái sạc. Và 800 thì hỗ trợ các bạn sạc không dây chuẩn chi nên là ở phía trước nó sẽ có nhiều đèn hơn so với những tai nghe không dây khác. Việc mở bản lề luôn là thứ rất là ám ảnh mình mỗi khi mình sử dụng những tai nghe như thế này. Bởi vì là để lấy tai nghe ra hay cất tai nghe vào kiểu gì cũng phải mở bản lề. Và mình đánh giá là bản lề của Verbuds 800 chắc chắn êm ái. Đấy, các bạn có thể làm như thế này để cảm nhận được cái sự êm ái đó khi mà chúng ta sử dụng. Và theo mình để ý thì mỗi lần các bạn chỉ cần mở bản lề ra thôi là Verbuds 800 đã tự động kết nối với điện thoại. Lúc này thì chúng ta nhấc tai nghe lên và nghe sẽ cảm giác được thời gian kết nối nhanh hơn rất là nhiều. Thứ tư, cận cảnh tai nghe. Tất nhiên là trong phần thiết kế mình có thể nói luôn được từng tai nghe của chúng ta, nhưng mình cảm giác là nó hơi dài và mình muốn chia nhỏ để các bạn theo dõi dễ hơn. Thì hai tai nghe này nếu như mà lấy ra thì sẽ thấy là nó hơi dài hơn một chút so với lại AirPods Pro, nhưng mà cách đeo của hai tai nghe thì khá là giống nhau. Và đồng thời là cái phần chất liệu nhựa mà để tạo nên tai nghe này nó tạo cho mình được cảm giác cao cấp, độ hoàn thiện tốt, không có những chi tiết thừa. Phần cao su bọc ở bên ngoài tai nghe, tức là phần tiếp xúc với tai chúng ta, cũng khá là mềm. Nó mềm và mịn như kiểu là những cái cao su ở trên ThinkPad với lại đeo dòng doanh nhân ấy. Còn về tip tai nghe của chúng ta thì cũng rất là mềm mại, mình có đeo vào tai trong thời gian dài nhưng mà không bị kích ứng. Ở phía mặt ngoài của hai tai nghe sẽ là logo Motorola cùng với lại đèn LED tín hiệu. Bình thường trên những tai nghe khác đây sẽ là vị trí đặt cảm ứng để các bạn có thể thao tác và điều khiển tai nghe. Nhưng mà riêng Verbuds 800 thì chúng ta đã có hai cái nút nhỏ nằm ở phía dưới của tai nghe như thế này. Hai cái nút nằm ở phía dưới rất là hay, nó vừa đáp ứng được cái yêu cầu đó chính là không sợ cảm ứng nhầm bởi vì chạm vào phần cảm ứng, mà nó lại vừa đáp ứng được một cái là sử dụng nút nhưng không đau tai. Đây các bạn để ý mình đeo vào tai này. Đeo như thế này đúng không? Nếu bây giờ mình muốn dùng nút thì mình làm thế nào? Mình dùng hai ngón tay mình kẹp tai nghe và mình bấm từ dưới bấm lên. Đó. Như vậy là lực tác dụng không hề đi một tí vào trong tai của mình hết. Tất nhiên là sẽ có một cái nhược điểm nhỏ là các bạn phải dùng hai ngón tay mới có thể điều khiển được, còn không thể nào dùng một ngón. Nhưng mà mình vẫn rất thích kiểu thiết kế này, nó vừa lạ, nó lại vừa tiện lợi. Và tiếp theo sẽ là phần kết nối. Thì Bluetooth 5.0 sẽ là cái phiên bản được sử dụng ở trên chiếc tai nghe của chúng ta. Các bạn cũng biết là 5.0 thì mang lại gì rồi. Thứ nhất là độ trễ thấp hơn, thứ hai là kết nối ổn định hơn, và thứ ba đó chính là tiết kiệm năng lượng hơn. Và tất nhiên là ở trên một phiên bản cao cấp như thế này thì chúng ta cũng có tính năng chủ động cho từng tai nghe. Các bạn sẽ không có phân biệt đâu là tai chính, đâu là tai phụ, hai tai có cái chức năng tương đương như nhau. Đang dùng tai trái có thể nhấc thêm tai phải lên nghe, mà đang dùng hai tai có thể bỏ một trong hai tai nghe xuống mà không hề bị gián đoạn việc nghe nhạc. Bluetooth để các bạn kết nối từ tai nghe vào điện thoại thì cũng chỉ có một mà thôi. Nó không có hai chữ là LR ở đằng sau đâu, nhìn nó rất là ngứa mắt và khó chịu. Tới với lại phần đàm thoại thì bây giờ mình sẽ thu âm thử để các bạn đánh giá chất lượng nhé. Và điều kiện thu âm hôm nay sẽ là ở trong phòng, đồng thời mình đã đeo đầy đủ cả hai tai nghe của chúng ta. Bây giờ mình sẽ đọc một đoạn chuyện ngắn nhé. Ông Lâm đắn đo suy nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp. Thế có cái loại bùa ngải gì đó tôi nghe nói ông luyện thành từ thiên linh cái. Tôi muốn ông giới thiệu một chút về nó. Thầy Pháp đứng dậy, ông ta mở cánh cửa bí mật sau lưng mình bằng một câu thần chú. Ngay lập tức bức tường tự động mở tung ra, trong đó là một căn phòng tối om. Một hơi lạnh phả ra từ trong căn phòng cũng làm cho ông Lâm và Thiên Tuấn nổi da gà. Chỉ vào trong đó, thầy Pháp mời ông Lâm và Thiên Tuấn vào. Hai người muốn biết rõ thì mời vào trong. Ông Lâm và Thiên Tuấn theo sau thầy Pháp bước vào căn phòng bí mật. Nếu nhìn từ bên ngoài không ai nhận ra phía sau bức tường này lại là một căn phòng ghê rợn thờ sọ người. Phải có câu thần chú thì mới có thể mở được cánh cửa bí mật, và phải là người am hiểu về bùa ngải thì mới mạnh dạn dám bước vào. Nếu không có thầy Pháp thì dù trong đó có núi vàng đi nữa
chắc ông Lâm cũng chẳng dám tự tiện xông vào. Căn phòng không rộng lắm, không đèn điện sáng như bên ngoài. Ánh sáng trong phòng này chỉ lờ mờ như ngọn đèn dầu cháy, nhưng cũng đủ cho người ta nhìn thấy bên trong có gì. Bây giờ mình sẽ chuyển sang thu âm trực tiếp bằng điện thoại của mình để mọi người nghe được sự khác biệt. Giữa căn phòng, ông thầy Pháp đặt một chiếc bàn nhỏ. Trên chiếc bàn, ông ta đặt một chiếc đầu lâu. Xung quanh chiếc đầu lâu được ông ta dán bùa chẳng chịt, và một bên là chỗ đặt lễ cúng. Nhìn thoáng qua thôi cũng đến rợn hết người. Cho hai người họ xem căn phòng bí mật xong thì thầy Pháp dắt họ ra ngoài nói chuyện. Để luyện được loại thiên linh cái này, tôi phải tìm xác của một cô gái còn đồng trinh vừa mới chết, đem chôn cất và trồng một cây chuối hạt trên đó. Đợi khi nào nó ra hoa kết thành từng nải, sau đó mới thu hoạch được. Đương nhiên là luyện loại này không đơn giản. Hàng đêm tôi phải ra mộ canh và nằm ngủ dưới gốc cây chuối, vuốt ve yêu thương nâng niu nó như một người vợ. Và có lẽ là mình đọc đến đây thôi thì cái chuyện này là Người Điên Báo Thù, viết bởi tác giả Trần Linh. Nếu như bạn nào quan tâm thì mình sẽ để đường link của tác giả ở ngay dưới phần mô tả của video để các bạn theo dõi được đầy đủ hơn. Còn phần text của chúng ta thì cũng dừng lại ở đây. Mình có làm thêm cái phần điện thoại này để các bạn nhận ra được là trong điều kiện đó, nếu như điện thoại thu âm như vậy thì tai nghe của chúng ta sẽ thu âm như thế nào, và các bạn cảm thấy chất lượng như thế này nó đã hài lòng các bạn hay chưa. Và cuối cùng là về thời lượng pin thì nhà sản xuất đưa ra con số là 18 tiếng nghe nhạc liên tục dành cho tai nghe này. Tức là các bạn sẽ có 6 tiếng nếu sử dụng mình tai nghe, và để thêm 12 tiếng nữa thì các bạn kết hợp thêm cái cây sạc này. Nói chung là trong cái điều kiện test của nhà sản xuất thì bao giờ các bạn cũng sẽ có những cái điều kiện lý tưởng. Nên là để chúng ta có một thời lượng sử dụng pin là chính xác nhất với người dùng ấy, thì các bạn cứ đem 6 tiếng đó và các bạn nhân với 70% cho mình. Nó ra được bao nhiêu thì đấy là thời lượng pin mà các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng chiếc tai nghe này. Còn đối với cá nhân mình thì mình đã nghe nhạc liên tục trong khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, và tất nhiên là không thể nào làm cái tai nghe này hết pin được. Và các bạn thấy sao về Verbus 800 trong video hôm nay của mình? Tai nghe này có phải là mẫu tai nghe khá là đáng để các bạn lựa chọn trong tầm giá hơn 2 triệu đồng hay không? Thì mời các bạn để ý kiến ở phần bình luận của video cho mình cùng biết nhá. Và nếu như bạn nào quan tâm mẫu tai nghe này thì mình sẽ để đường link của shop Motorola ở ngay phía dưới phần mô tả của video. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.